Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm theo sạt lở cao, người dân tại các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang gồng mình chống chọi thiên tai. Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài và gió giật mạnh đã khiến nhiều vị trí dọc bờ biển thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Đất đai, cây phi lao bị cuốn đổ sập ngổn ngang. Chính quyền địa phương và huyện Cẩm Xuyên cũng đã trực tiếp đi xuống kiểm tra hiện trường sạt lở và có kiến nghị, đề xuất lên huyện và tỉnh nghiên cứu sớm có phương án đầu tư kinh phí để xây dựng tuyến kè kiên cố dài khoảng 400m tại nhiều địa điểm, trong đó có vị trí bờ biển sạt lở nói trên. Tuy nhiên, việc làm tuyến kè này vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể triển khai thực hiện được. Tại Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10, mưa nhỏ, một số khu vực vẫn chìm trong biển nước. Theo ghi nhận, hàng loạt khu dân cư tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vẫn còn thất thủ. Đài khí tượng Thủy văn cảnh báo, trong ngày 16 tháng 10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Vì vậy, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn nghỉ học vào ngày 16 tháng 10. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày 15 tháng 10, vùng mưa lớn tập trung ở huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi với lượng mưa 60-110mm. Riêng các xã Bình Tân Phú, Bình Khương, lượng mưa đến trưa ngày 15 tháng 10 ở mức trên 200mm. Dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp tục kéo dài đến ngày 17 tháng 10 với lượng mưa phổ biến 200-300mm. Có nơi trên 350mm gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 15 tháng 10, mưa ngớt hạt. Các phương tiện máy móc thiết bị được huy động cùng các lực lượng xung kích, cùng người dân địa phương nỗ lực khắc phục bờ biển bị sạt lở và các tuyến đường dân sinh ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị hư hỏng nặng do mưa lớn.